Linh. Ngày hồi xưa nếu quý vị có học và quý vị có nghe nhạc thì quý vị chắc chắn là quý vị biết đến nhà thơ Hồ Giấy. Nhà thơ Hồ Giấy thật sự ra là người Việt gốc Hoa, cha là người Hoa sang Việt Nam lập quốc, sang Việt Nam sinh sống và lập gia đình với người phụ nữ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, thành Việt Nam. Ông ta đã đổi tên và đúng ra là gọi là Hồ Dính, nhưng mà bởi vì tiếng Việt Nam gọi bằng Hồ Dính không hay cho nên ông ta đã đổi lại là Hồ Dính. Và Hồ Dính đã làm nhạc Phật, làm bài thơ Chiều vào năm 1940, và năm 1950 là nhạc sĩ Dương Thiện Tước đã phổ nhạc. Và kính thưa quý vị, nhạc Phật Chiều đã thể hiện được một người nữ khách trên đường thiên lý vạn dặm, mang nỗi sầu vạn khổ trở về nhà, trở về mái nhà xưa, buồn vô cùng bởi vì không biết rằng mái nhà xưa ra sao, cho nên mang cái tâm hồn sầu vạn khổ đó, người nữ khách đó đã châm điếu thuốc và hút điếu thuốc đó, và quý vị biết được rằng khói huyền bay lên cây. Quý vị nhìn thấy hình ảnh của người nữ khách phong trần hút điếu thuốc, hình ảnh đó đã đi vào trong thi phẩm Chiều và nhạc phẩm Chiều cùng tên luôn. Kính thưa quý vị nhìn hình ảnh người nữ khách với tiếng hát Nguyễn Trân Một, Dương Viết Điển. Quan khách chưa biết
Khóa chúng tôi có hai anh em là sinh viên sĩ quan cùng khóa, đó là niên trưởng của chúng tôi là Nguyễn Trái Mù, Dương Viết Điền, và người anh là niên trưởng là Nguyễn Trái Mù, Dương Viết Đích. Hai anh em cùng khóa, chúng tôi không biết là sẽ chào nhau ra sao trong quân trường. Và một lần nữa, chiều với phần trình bày của ca sĩ Dương Viết Điền. Và kính thưa quý vị, người lữ khách đó trên đường thiên lý vạn dặm để trở về mái nhà xưa, để tìm lại những hình ảnh xưa, để tìm lại hình bóng xưa. Nhưng mà khi người ta trở về thì người em tôi không còn nữa. Phải chăng chúng ta xin hẹn nhau tiếp sau? Kính thưa quý vị, nhạc phẩm Ngày Về của Hoàng Giác với phần trình bày của tiếng hát Ngọc Vân, câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ. Và kính thưa quý vị, xin lỗi tại vì thấy trang này câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ đông quá, cho nên chúng tôi quảng cáo tức là tiếng hát Ngọc Vân thân hữu của nhóm chị Quỳnh Hoa. Chị Quỳnh Hoa nói đúng rồi. Kính thưa quý vị, một tràng pháo tay cho nhạc phẩm Ngày Về với tiếng hát Ngọc Vân của nhóm thân hữu chị Quỳnh Hoa và anh Lê Minh Thủy. Ngày xưa là dùng để chiêu hồi đến cầu đấy ạ.
chẳng thắng vui dỗ sừng riêng mình ta mang mối nhớ thương âm thầm hương tiếc cho ngày về thank you.
Bước tiếp đây bên người yêu dấu.
mình sẽ xa bên đại dương. Ôi đà lạt cho tôi bao lần. Anh nói là anh Hùng